Hôm nay có chút thời gian rảnh, nay là ngày làm việc cuối cùng của năm 2018, chuẩn bị nghỉ Tết thì mình chạy sang Thành phố Paris xem thử xem có cái gì vui vẻ để mang về chơi Tết hay không. Thì thực ra thì mình để ý cái máy này cũng một thời gian lâu rồi nhưng mà chưa quyết định mua, bởi vì là không biết mình có thực sự cần nó hay không. Thì sau một cái quá trình thì mình cảm thấy là ok, thực sự là không có cái máy, đang không có cái máy nào nó phù hợp với cái cần quật Monster hết. Thì mình quyết định mình mua cái máy này. Thì cái máy này khi gắn lên cái cần á, thì mình hy vọng là nó sẽ giải quyết được cái tình trạng của những cái máy khác, là thứ nhất là nó quá nhỏ, không có cân xứng khi mình nhìn bên ngoài đối với cái cần cần khủng long quá. Cái thứ hai là cái trọng lượng của cái máy nó phải cân với lại cái trọng lượng của cái đầu cần và cái đuôi cần. Hiện tại những cái máy mình đang có thì nó khoảng 215 đô lại, 215 gram đô lại thôi. Thì khi gắn lên cái cần, cái phần đầu nó rất là nặng, còn cái phần đuôi là nó nhẹ lắm, cho nên là khi mà cầm như vậy thì cái điểm giữa của cái cần nó không có nằm trong lòng bàn tay mà nó nằm ở phía đầu của cái cần lận, thì cầm như vậy rất là mỏi. Thì đây là cái máy mà mình đã mua, cũng của Abu luôn. Thì cái máy này là như các bạn có thể thấy trên video là máy Revo Big Shooter mã là MW60. Thì mình nghĩ là cái này nó viết tắt của cái chữ quật Monster để đi với cái cần kia. Thì cái máy này có hai phiên bản 50 và phiên bản 60. Mà cái phiên bản 50 này thì không có tay trái, cho nên thôi mua bản 60. Đây là lồng tua máy tay trái, tua máy 7.6. Đây giá, giá bán lẻ của cái cần là 39.900 yên, gần bằng giá của Conquest luôn. Đây là cái hộp bên ngoài. Thì thông số thì các bạn có thể tham khảo thêm trên web. Như các bạn thấy ở đây là một cái máy, cái hộp rất là to, trước đằng sau màu đen hết. Bên hông thì có thông số của máy, tua 7.6, 7 ball bearing, tay quay 107 cm, không phải, một vòng quay của nó là 107 cm, drag maximum 10 kg và nặng 406 g. Thông số rất là khủng. Ở đây là thông số dây, dây fluoro thì 25 lb là được tới 190 m lận. Nhưng mà hiện tại thì mình suy nghĩ, mình thấy là nên đánh với cái dây PE, dây số 4. Bây giờ mình sẽ khui ra thử xem trong cái hộp này nó có cái gì. Hộp của Abu thì nó mở lên chứ nó không có đẩy ngang giống như của Shimano. Đây. Đây là bên trong của cái hộp. Cái máy các bạn thấy là rất là to, to gần hết cái hộp luôn, size cực kỳ to luôn, nằm gần trọn hết cả cái hộp. Thế đây mình lấy cái máy ra, cái máy lấy tí nữa mình sẽ nói sau. Bên trong hộp còn gì? Đây là một cái bao, bao bằng vải có chữ hình chữ Abu Yasha, trông khá là chỉnh chu ấy, chứ không có keo kiệt như là mấy ông Daiwa Shimano. Rồi ở đây là dây rút này, dù Daiwa Shimano là thường là mấy cái máy tầm giá dưới 8 triệu là cho cái bao, mà cái bao vải rẻ tiền, vải kiểu như vải dù. Mình không biết thế nào, còn cái bao này khá là dày,
gỡ cái miếng mút này ra. À, ở đây có một cái điểm rất là hay, đây có cái dòng chữ là instruction booklet underneath, tức là bên dưới cái lớp form nó sẽ có những cái hướng dẫn. Ở đây Abu nó rất là chú ý tới những cái chi tiết khi mà người ta unbox, người tạo cái cảm giác rất là thích thú. Đây là một cái card, card này để xem nào, tiếng Nhật không chơi gì cả. Cái người này mua cái máy này năm 2013 tháng 12 ngày thứ tư, à, ngày 4 tháng 12. Ok, để qua một bên. Đây là hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng này in giấy cuche đàng hoàng nha, giống như tạp chí vậy đó, chứ không phải là cái giấy mỏng tay giống như cái ông Shimano hay Daiwa đâu. Cái giấy đó mà để chừng vài năm nói mà nó ố vàng, nó nhầu nhĩ kinh lắm. Đây, này là bản vẽ kỹ thuật của máy và số mã số các chi tiết. Giấy này cũng giấy in giấy cuche luôn, nó không phải là cái giấy của giống như Daiwa hay Shimano. Xem còn gì nữa không. À quên, hồi nãy lấy cái chai dầu ra. Ở đây còn chai dầu còn nguyên thì nhóc luôn. Đó, hết rồi đó. Bây giờ mình thử mở cái này ra xem trong đó có cái gì. Bên này có tờ giấy gì đây? À, có cái con hộp giác để mở. À, một cái này sẽ giống này giống tâm thư gì, chắc là điều khoản điều kiện gì khi bảo hành gì đó. Này chắc ai biết tiếng Nhật đó, nhưng mình không biết tiếng Nhật. Máy rất là to, rất là nặng, 400 lẻ mấy gram cơ mà. Cảm giác đầu tiên khi mình quay nè, nó rất là mượt. Không biết là phải do cái núm này nó to quá hay không, nhưng mà thật sự là cảm giác quay rất nhẹ, rất mượt luôn. Giống như quay những cái con cao cấp, ví dụ như Metanium của Shimano hay là Modan của Daiwa. Quay rất nhẹ, chứ cái là nó nặng rồi, hầu như là không có tiếng gì luôn. Mọi người nghe thử nha. Nó chỉ hơi lạch cạch một chút xíu ở chỗ cái tay quay này thôi, cho hai cái núm này hơi lạch cạch chút, rất là nhỏ. Mà cái máy này thực ra là máy này là máy cũ chứ không phải là máy mới nữa. Máy mình mua lại răng này răng B luôn rồi đó. Mà cái máy rất là mượt. Mình cũng bất ngờ lắm, lúc mà nãy cầm lên cứ tưởng là nó kêu lào xào giống như cái con khác, nhưng mà không có, rất là mượt. Thì cảm quan chung nó cầm lên máy chắc chắn mà mượt như vậy, thì với cái giá mà bán lẻ mà 39.900 yên á, cái giá đó mình thấy là rất là hợp lý so với một cái con máy mà 2013 sử dụng lâu rồi mà vẫn mượt được như vậy. Rồi ở đây cái nót này nó hơi móp, mút nó hơi móp. Ông này chắc cũng bạo lực lắm nè, ông làm sao cái này mà móc luôn cả mút luôn. Này, thử thử track này.
mướp mềm luôn. Tới cái nó phải là tension đó. Đây là bên hông của máy. Bên hông của máy có thắt cái logo của Abu. Cảm giác này quay đã hơn của Shimano với Daiwa luôn nha. Mình rất là thích cái tension knob của thằng Abu. Rất êm, rất là mượt và cái click nó rất là chính xác. Chứ nó không phải là kiểu lạch cạch như của Shimano đâu. Shimano á, mỗi lần quay nhà nó hơi sụp sịch. Còn thằng này là không có. Nhờ thử bấm clutch coi. Xuống rất là mượt. Lên rất mượt. Xuống rất là chắc chắn luôn nhưng không có bị bật lên nha. Những cái con Abu khác mình, cái mà mình ghét ở thằng Abu là cái này. Cái clutch này của nó lúc mà bấm xuống rồi là nó cứ sụt lên sụt xuống như không có thể nào mà chắc chắn hay là không có ngon như của Daiwa Shimano, mà cái máy này sẽ rất ngon cái chỗ này. Clutch rất nhẹ nhàng, bấm xuống rất là sướng. Đây là bên hông bên phải của cái Abu. Ở đây có cái nút để chỉnh thắng. À, con này có một cái vui vẻ ở đây là thắng của nó là vừa thắng từ mà vừa là thắng mình không biết dịch tiếng Việt như thế nào thì cứ đọc tiếng Anh đi. Centrifugal brake. Còn cái này là magnetic brake. Có kết hợp cả hai loại luôn. Thì cái hệ thống thắng của những cái con quăng mồi lớn của Abu á, thì đầu tiên là nó sẽ hãm bằng thắng ly tâm như là của Shimano trước. Sau đó khi con mồi bắt đầu đi xa một khoảng là đang rớt xuống thì nó sẽ hãm bằng thắng từ. Thế mình cũng chưa nghiên cứu kỹ và cũng chưa có trải nghiệm, thì đây thì mình cũng muốn thử trải nghiệm xem cái thắng của Abu nó có ngon hay không. Bây giờ mình thử mở cái cạnh hông của cái máy ra. Ở đây mở mình dẫn con ốc kiểu cổ điển, dẫn ốc ở đây nó sẽ gắn vô cái cạnh hông ở đây, nhưng mà muốn mở ra là phải kéo ra đẩy lên rất nhẹ nhàng, tháo ra cực kỳ dễ luôn. Đây là hệ thống thắng từ của thằng Abu, nhưng mà cái thắng từ này mình nghĩ là phải tháo bớt một vài cái 500 ra. Hiện tại đang gắn full, thì cái này phần chỉnh thắng thì phải test mới biết được. Còn đây đây là hệ thống thắng ly tâm của thằng Abu. Trông lạ quá, mình cũng chưa thử chỉnh như thế nào. Như vậy các bạn có thể thấy là cái spool rất là sâu, sâu chắc cũng gần bằng một đốm tay luôn á, gần bằng đốm tay. Này mình sẽ tháo cái spool ra. Đây là cái spool của thằng Abu. Spool Abu thì nó cấu tạo nó cũng bình thường, nó cũng giống như cái spool của Daiwa Shimano thôi, nhưng mà cái cốt ở đây rất là to. Chắc là do đặc trưng của cái máy này nó phải trâu bò cho nên họ làm rồi cốt rất là to. Spool làm trang trí cũng đẹp lắm. Ok.
Bây giờ mình review kỹ hơn chút về bên trong cái máy đi. Đây. Ở đằng trước á, chỗ cái lỗ ra dây nó rất là to. Nó giống như con Ryoga đời cũ á. Cái hình dạng nó giống giống nhất là của Ryoga đời cũ, và cái kiểu nó cũng không, nó cái này nó to hơn của con quét tí. Con quét thì cái dòng này là dòng xích, khoan xích. Con này thì không biết như thế nào. Nhông cũng to. Máy này tuy là máy cũ nhưng mà rất là sạch sẽ nha. Ốc ác các kiểu mới toanh luôn. Đây các bạn thấy ra đây là Made in Korea, làm ở Hàn Quốc. Cái nhựa này mình sờ vô mình có cảm giác nó dày. Cái tường của cái nhựa khá là dày, không bị ọp ẹp. Bên trong cấu tạo chỗ này nó cũng giống của Shimano nè. Thử bấm thử cái clutch thử. Chắc chắn luôn ha. Xuống rất là ngon, êm, nảy, lên nảy luôn. Ốc ác đây còn mới tâm luôn. Lùm được con máy cũ được như vậy là ngon quá rồi, muốn gì nữa đúng không? Giá có nhiều đâu, giá có 3,5 triệu. 3,5 triệu mà còn giảm 10% nữa, này chỉ có hơi chóc sơn chút đây. Giá là quá hời. Quay rất êm. Thậm chí là tháo spool ra rồi nha. Tháo spool ra rồi mà cái tiếng quay nó còn nhỏ hơn cái tiếng ồn quay của con Modan nữa. Con Modan là mình cảm thấy nó quay rất êm rồi, con này còn tiếng nó còn nhỏ hơn. À, đây. Nó bị vết móp nhỏ nhỏ. Này chắc do bị rớt đất rồi. Hoặc là có cái gì đập vào nó móp ở đây. Nên mình sẽ lắp lại. Máy này mình nghĩ là mới tanh. Như vậy thì chắc vô dầu vô mỡ một tí là xong. Để lắp lại cái máy này mình thấy cũng đơn giản. Kéo ra, hạ xuống, xong. Sit up. Đó. Ngon lành. Giờ mình thử coi chỗ cái nấm, những chi tiết bên trong cái máy. Máy này khá là mạnh, khoan lỗ rồi xi màu vàng lên, do nó rất là mạnh cái máy. Cứng. Ốp ác sáng choàng, không có mẻ miếng nào hết. Nấm quay rất là đã. Siêu mượt. Mình bất ngờ luôn á, thậm chí là rất là ngạc nhiên khi mà thấy cái con máy này lần đầu tiên. Bởi vì mình không nghĩ là thằng Abu nó làm được cái con máy nó giá tương đương nhưng mà cầm lại sướng như vậy. Sướng hơn mấy con quét. Ở đây mình thấy có một điểm mình chưa hài lòng là nằm ở dưới đây. Cái chân máy của Abu là nó làm bằng nhựa, nó nối từ vách bên này qua vách bên đây. Khung máy này là bằng nhựa, thì mình không biết là khi mà dính cá lớn đồ á, hoặc là rơi rớt, cái chân máy này nó khả năng nó dễ gãy hơn nhiều so với cái chân máy ví dụ như của con Quest. Là cái nguyên một cái khung nó là khung nhôm. Khung nhôm thì hai thành dằn ở đây là bằng nhôm.
gắn cửa khung luôn, nhưng mà cái chân máy thì nó gắn con đinh tán, mà dù gì thì nó cũng chắc chắn hơn ông này. Còn ví dụ như cái chân máy của thằng Đại Hoa là nguyên một cái này là nó CNC, nguyên một cái khối hai dách hai bên, chân chân máy cũng CNC, thanh thanh dàn hai bên cũng CNC bằng nhôm. Đó là để mình thấy chưa hài lòng lắm với cái máy này. Ngoài ra thì để biết có thích nó hay không thì phải chơi thử mới biết được. Mình tính là sẽ xài JBL cho cái máy này, chứ mình không định dùng dây ni lông, bởi vì thực sự là thói quen của mình là mình thích ném xa. Thích ném sao mình ném rất là mạnh, lực rất mạnh, thì cái dây ni lông nó không có thỏa mãn cái cách mà mình chơi. Mình quyết định là mình quay trở lại với dây PE này, chứ không phải là bởi vì cái dây ni lông hay là dây fluoro nó dở. Nó tùy thuộc vào cái mà các bạn muốn chơi như thế nào, nhu cầu như thế nào, style chơi nó phù hợp không, thích thì chơi, không thích thì đổi qua PE, chả việc gì phải chơi dây này hay như kia cả. Mỗi cái đều có ưu nhược điểm mà phù hợp với cái cách chơi khác nhau. Cái máy này mình sẽ gắn, mình chơi thử trên cái cần Word Monster, thì chơi thử thời gian xem như thế nào, rồi mình sẽ có một cái review chi tiết hơn. Còn hiện tại ngày hôm nay thì chỉ mới là một cái cảm quan ban đầu về cái máy này thôi. Các bạn có thể thấy là cầm lên là cầm không hết cái máy luôn, mà dù tay mình cầm mấy cái máy ngang là cầm ôm hết trọn hết cả cái máy, mà cái máy này không thể nào. Tay mình thuộc dạng là tay cũng bự á, cầm được tới đây thôi, không không cầm hết được, mình cầm bình thường chứ cầm được tới đây của cái máy này. Thì mình dự định là mình sẽ vô cái dây PE, thì đây mình cũng cắt shop mà đóng cửa rồi, mình chả biết mua dây gì, thôi mua dây này đây, mua dây sợi 4 sợi thôi cho rẻ. Cái ưu điểm của dây 4 sợi á, mọi người hay chê cái dây bệnh 4 sợi nó to, nó yếu hơn cái dây 8 sợi, nhưng mà thực sự ra là cái dây bệnh ít á, thô to, nhưng mà khi mà kéo dính chà hay là có cái gì đó lỡ làm xước con dây chút xíu á, thì cái dây 4 sợi á, nó to bản nó sẽ khó đứt hơn một chút xíu so với cái dây bệnh 8 sợi. Còn cái dây 8 sợi hay 12 sợi á, khi mà bệnh lại chỉ cần nó đút, nó đứt một cái đường rất là nhỏ, nó hơi sơ một tí thôi, cá nó chụp vô mồi, nó chạy đê ba một phát là cỡ gì nó cũng sẽ đứt. Thì mình cũng xác định luôn là cái kiểu đánh này là chơi kiểu hardcore, chơi bạo lực, ép cá cá mới dính là ép vào luôn, chứ không có cho chạy, không có gì hết đó. Thì mình mua cái dây này thì mình nghĩ chắc nó sẽ phù hợp với cái kiểu này. Ok, hẹn gặp các bạn trong những cái video sau.